Kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe nói câu long, linh, quy, phụng. Đó là bốn con vật rất là linh thiêng. Thì ba con, long có nghĩa là rồng. Linh là con linh mà chúng ta hay thấy múa linh đó phải không quý vị? Quy là con rùa mà chúng ta thấy ở đây. Phụng là con phượng hoàng. Thì ba cái con kia đó chỉ là ở trong giả tưởng thôi. Chúng ta không biết là có thật hay không. Nhưng mà con quy, con rùa là có thật. Trong văn hóa Việt Nam, con rùa mang biểu tượng thần thánh linh thiêng, lần đầu tiên xuất hiện trong truyền thuyết dưới thời dựng nước Âu Lạc của An Dương Vương Thục Phán. Theo truyền thuyết, dưới thời An Dương Vương dựng nước, rùa thần Kim Quy đã xuất hiện hai lần để giúp nhà vua. Lần đầu tiên, Ngài xuất hiện để giúp An Dương Vương xây thành công thành Cổ Loa và cho nhà vua một cái móng thần của mình để làm ra nỏ thần. Nỏ thần có thể bắn ra hàng trăm ngàn mũi tên để bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lăng của giặc phương Bắc. Lần thứ hai, thần Kim Quy xuất hiện để chỉ ra kẻ bán đứng đất nước là Mị Châu và đưa An Dương Vương về biển. Dưới thời nhà Minh xâm lược và đô hộ Đại Việt, theo truyền thuyết, rùa thần đã giúp Lê Lợi đánh bại giặc phương Bắc bằng việc cho ngài mượn thanh gươm thần, và sau đó thần Kim Quy lấy lại gươm ở hồ Hoàn Kiếm khi nhà vua ngự thuyền rồng trên hồ này. Và từ đó, hồ này được gọi là hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm. Thưa quý vị, rất là vui ngày hôm nay chúng tôi gặp anh Bảo. Anh Bảo ở nhà có nuôi hai con rùa. Thưa quý vị, anh nuôi từ nhỏ và tới bây giờ là hai con rùa rất là lớn. Ngày hôm nay thì Vân Anh được xin phép được chuyện trò với anh Bảo để biết qua một tí xíu về rùa như thế nào ha quý vị ha. Thưa anh Bảo cho biết là anh Bảo đã nuôi con rùa này từ bao lâu rồi và tại sao mà anh thích nuôi rùa vậy anh? Dạ, trước hết thì xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào chị. Gia đình tụi em có duyên với lại hai chú rùa này khoảng 5 năm nay rồi. Có một gia đình, có một người Mỹ, người ta dời đi đó, người ta cho mình hai con rùa này. Wow. Dạ, nó còn từ rất là nhỏ, khoảng bằng lớn hơn một cái tô nhỏ tí xíu thôi. Và tới bây giờ là 5 năm. Và những chú rùa này nó rất là dễ thương, rất là dễ nuôi và nó khôn lắm. Nó rất là khôn, y chang như là những con vật mình nuôi trong nhà. Dạ, nó biết đủ thứ cả, kể cả nó biết về mình đi ra như thế nào, lúc nào mình đi ra, mình là người lạ hay là người thân, nó biết hết. Dạ. Và nó ăn uống rất là dễ dàng, tất cả những rau cải vì ăn trong nhà mà nó ăn được hết, kể cả rau mình, rau muống nhà mình mua ở chợ về nó cũng ăn, rồi rau lan, rồi rau bí, rau gì, dưa hấu, rồi chuối, rồi táo, rồi đưa nó đang ăn, ăn sạch sẽ. Có cái là mình không cần phải lo gì cả, tại vì con rùa này là con rùa sa mạc, chứ không phải là con rùa ở bên xứ mình là con rùa nước. Rùa sa mạc nó sống rất thọ và nó nặng lắm chị. Chị nếu chị cầm thử nó nặng, bây giờ nó nặng lắm. Nó thọ khoảng chừng 200 năm tuổi hoặc hơn. Nếu quý vị nào đi vào trong các vườn thú, quý vị sẽ thấy được những con nó bự, phải nói là không biết mấy trăm pound nữa, bự lắm quý vị ơi. Dạ, con vật này... rất là thú vị để mà nuôi ở nhà, nhưng mà không biết là quý vị có thích nuôi hay không thì quý vị có thể tìm hiểu thêm. Dạ, cảm ơn nhiều. Con rùa sa mạc á, nó rất là dễ nuôi, rất ít uống nước, nhưng mà nó cũng cần nước qua những rau cải mình cho nó ăn hoặc là mình cho nó uống nước. Nó rất là thích tắm, nó sa mạc như vậy nhưng mà nó rất là thích tắm, mình xịt nước nó rất là khoái. Dạ. Hiện tại bây giờ khoảng chừng 25 pound, 20 tới 25 pound, khoảng đó còn nhỏ và còn lớn. Có thể cân nặng lên khoảng chừng 200 pound. Cái con mà khoảng 200 pound bây giờ nó đang ở San Diego Zoo của mình đây. Quý vị nào muốn thì đi vào trong San Diego Zoo, nó sẽ con rất là bự. Nó nặng lắm. Quý vị không có khi nó nổi đâu. Dạ. Cái con này thì hai con đều tính tình giống như bà đã nói từ lúc đầu đó, là tính tình nó khác nhau. Một con á, con bự này đó là nó ở ngoài sân không à, nó không có vô trong nhà. Và tới chiều khoảng giờ này nè, 3-4 giờ chiều, trời chưa vừa chạng vạng tối đó, là nó lủi đi một cái số là nó ngủ. Nhưng mà cái con nhỏ kia đó là chỉ vô trong nhà xe, chỉ lùi vào trong một cái góc của trong nhà xe chị ngủ, mà chỉ làm biếng, chỉ hơi lười một tí, cho nên chị nhỏ chị không có thèm ăn.
Cho nên con này nó ham ăn hơn, cho nên nó to hơn. Và nó tự động nó đi ngủ và tự động nó thức dậy, nó đi ra trời ấm nắng là nó đi ra. Mà hôm nào mà trời ui ui là nó không có chui ra đâu. Nó chui, nó nằm trong cốc, nó nằm cả ngày, nó không ăn uống gì hết. Rùa này là rùa ở trên cạn, rùa sa mạc. Thấy nó chậm như vậy đó, nhưng mà nó rất là mau và nó rất là khỏe. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là sự chia sẻ của anh Bảo. Anh có nuôi hai con rùa và anh cho biết là nó rất là khôn, là nó cũng giống như là những chú chó hoặc là chú mèo chúng ta nuôi trong nhà. Và anh cho biết là nuôi rất là dễ. Và chúng ta ai cũng biết rằng rùa đối với văn hóa người Việt Nam của chúng ta thì rất là linh thiêng, phải không quý vị? Cho nên quý vị nào mà có ý định mà muốn nuôi con rùa thì Vân Anh thấy là cũng không khó khăn gì lắm, phải không quý vị? Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và xin thân ái chào tạm biệt.